Đám cưới, đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đội má hồng về nhà chồng tung bay, xác pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Thôi kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh đan, trên con đường nắng đổ chán chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao vòng tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên ngõ hàng. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đội má hồng về nhà chồng tung bay, xác pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Thôi kia thắm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh tang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao vòng tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn lên họ. Chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Thôi kia thắm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao vòng tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Thank you.
đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đội má hồng về nhà chồng tung bay, xác pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Thôi kia thắm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh đàng, trên con đường nắng đổ chán chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao vòng tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đội má hồng về nhà chồng tung bay, xác pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thắm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành đã cho em chất chồng mẹ nhé. Và khi nơi toàn thể hội người Việt Nam ta luôn luôn quan niệm rằng cây đến thì nên phải ra hoa kết trái, đào đầy nhỏ phải sang sông, đã gái lớn thì phải yên tâm mà hạnh phúc gia đình. Có điện lễ xin dâu sang
họ gia đình nhà gái. Trước là để kính gia tiên, sau là để mời các cụ, các ông, các bà ăn chầu uống nước để mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Ta sông thì phải lụy cầu đò, muốn cho hạnh phúc phải nghe lời mẹ cha. Hôm nay trai vui thì gái cũng mừng, mà đôi bên gia đình cùng phấn khởi như hoa. Quan viên gia đình họ nhà trai đã có đôi lời phát biểu và chuẩn bị đến với cơ chầu xin dâu. Trân trọng kính mời vị trưởng đoàn quan viên bên gia đình họ nhà gái sẽ có đôi câu đáp từ. Và xin quý vị hãy dành cho vị trưởng đoàn quan viên gia đình họ nhà gái một tràng pháo tay thật lớn của quý vị ạ. Vâng, trân trọng kính mời ông ạ. Họ nhà trai đã chọn ngày này thật tốt để tổ chức lễ xin dâu cho hai cháu. Tôi xin đại diện họ lời nhà gái xin được đón nhận lễ xin dâu của họ lời nhà trai. Trước là để kính lễ gia tiên, sau đó tôi xin kính mời các cụ, ông, các bà cùng các vị khách quý ăn chầu uống nước hút thuốc để mừng hạnh phúc cho năm hai cháu. Tôi xin thành chân thành cảm ơn. Với những lời phát biểu đến từ hai vị trưởng đoàn thì trân trọng kính mời chú rể đặc biệt sẽ di chuyển vào phía trong hồn tư gia của gia đình nhà gái để chính thức đón người vợ yêu thương của mình là cô dâu Thùy Mai ra phía ngoài. Sau đó các cụ, các ông, các bà, quý vị khách quý ngày hôm nay và cùng với cha mẹ, cùng với hai vị trưởng đoàn sẽ dâng nén hương thơm lần đầu tiên báo cáo với tổ đình. Ngày hôm nay các bạn trẻ với tình yêu thương sự vun bén của hai bên gia đình đã chính thức lên nghĩa cộng đồng để tổ tiên phù hộ độ trì cho đôi con trẻ được sống bên nhau trọn đời hạnh phúc. Trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới, đám rước dâu về làng họ hàng mừng vui ra đón. Cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui, bao trái tim rộn ràng rạo rừng tình yêu đôi lứa. Tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới, ông tư xe chỉ hồng đôi lứa thắt chặt tình duyên. Trông thật xứng đôi đàn trai đàn gái vui với họ hàng, chúc mừng hạnh phúc cho tình đôi lứa mãi mãi bền lâu. Thêm duyên mới đậm nồng, mối tình nồng thắm tơ hồng sẽ kết bên nhau trọn đời. Trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới, đám rước dâu về làng họ hàng mừng vui ra đón. Cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui, bao trái tim rộn ràng rạo rừng tình yêu đôi lứa. Tiếng hát ca
cũng như là cảm ơn những tình cảm của quý vị. Và ngày hôm nay với sự chở che yêu thương của hai bên gia đình thì cặp đôi nương đã chính thức nên nghĩa vợ chồng. Lúc này đây thì cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông bà nội sẽ chuẩn bị trở lên phía sân khấu để trao cho hai người cháu yêu dấu. Vâng, còn gì vui hơn, còn gì tuyệt vời hơn khi mà trong ngày trọng đại lại đón nhận được sự yêu thương của các cụ, các ông, các bà cùng với tất cả những tình cảm của người thân yêu. Và lúc này đây thì bà nội của cô dâu cũng sẽ chính thức bước lên phía sân khấu. Vâng, ông bà nội ạ, trân trọng kính mời. Món quà đến từ ông bà nội. Vâng, trân trọng kính mời ông bà nội ạ. Yêu dấu món quà mà ông bà đã chuẩn bị lấy đâu đây? Với tất cả những tình yêu thương mà ông bà dành cho hai người cháu, đó là một điều thật sự là trân trọng và trân quý. Xin được đỡ lời cho hai người cháu yêu dấu Thủy Mai, Đức Việt. Xin được cảm ơn ông bà nội rất là nhiều. Kính chúc ông bà thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Ông bà hai đứa chúng ta xin mời ông bà đứng sát vào hai người cháu yêu dấu đi ạ. Xin mời nhiếp ảnh gia sẽ chụp và ghi lại khoảnh khắc này ạ. Với tất cả những tình cảm mà ông bà ngoại dành cho hai người cháu lúc này đây thì cho phép MC Thu Hương xin được đỡ lời cho cặp đôi nương. Xin được cảm ơn ông bà ngoại rất là nhiều và cũng kính chúc ông bà ngoại thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Và ông bà nội và ông bà ngoại sẽ luôn luôn là cây cao bóng cả, chỉ đường dẫn lối cho hai người cháu yêu dấu được bước đi hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Một lần nữa xin được cảm ơn ông bà nội và ông bà ngoại rất là nhiều. Không ai khổ bằng cha, đố ai đếm đời sao trời, đố ai đong hết được nghĩa tình mẹ cha. Hỡi người sống ở dương gian, công cha nghĩa mẹ lấp đầy biển đông. Xin được đỡ đời cho hai người con yêu dấu. Xin được cảm ơn cha mẹ rất là nhiều. Thím Sắc Nhung với một chuyến trăng mật Phú Quốc, trân trọng kính mời chú thím Sắc Nhung ạ. Vâng, trong ngày cưới thì được đi du lịch là một điều ai cũng mong ước đúng không ạ? Và đôi nương sẽ có hai chuyến du lịch, một chuyến châu Âu và một chuyến Phú Quốc. Trân trọng kính mời bác bá Đồng Hiền. Yêu dấu món quà ngày hôm nay rất là tuyệt vời trong ngày vui, ngày trọng đại. Với tất cả những tình yêu thương đến từ ông bà, đến từ bác bá và cũng như là chú thím đã dành cho những người cháu yêu dấu hôm nay. Trao cho hai người cháu yêu dấu. Cảm ơn bác bá Đồng Hiền rất là nhiều. Trân trọng kính mời chú dì Quang Phượng ạ. Trân trọng kính mời chú dì Quang Phượng với món quà yêu dấu dành cho hai người cháu hôm nay. Bích Bằng. Cô chú Bích Bằng chuẩn bị ạ. Vâng, một lần nữa xin
được cảm ơn chú dì Quang Phượng ạ. Và sau khi món quà của cô chú Bích Bằng thì đến cô Thúy phiên dịch sẽ chuẩn bị ạ. Vâng, xin được cảm ơn đến cô chú Bích Bằng. Vâng ạ, xin được cảm ơn đến các cô hội xóm mẹ của cô dâu, ông bà nội, ông bà ngoại, cùng với bố mẹ của cô dâu, cùng với các bác, các má. Vâng, xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn quan viên của gia đình họ nhà trai sẽ chính thức có đôi lời phát biểu để xin đón cô dâu. Trân trọng kính mời ông ạ. Để đảm bảo thời gian tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, tôi thay mặt cho họ nhà trai xin đón cháu Mai về tại huân trường nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tới đây, thay mặt cho họ trai, cho em xin mời các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác cùng toàn thể bạn bè, thanh niên, nam nữ về tại huân trường nhà trai để dự buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Xin duyên là duyên kẻ đó mà đón người đưa, thế đi duyên là duyên đi sớm để về chưa mặn lòng người còn không. Đây tôi chưa có ai, tình là tình, tình 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 tình, à hồi à, cứ hồi như là hồi như. Con duyên là duyên ngồi gấm mơ gấm cây thông, thế đi duyên là duyên ngồi gấm gấm cây hồng là hồng hải hoa. Có yêu nhau sang chơi trời nhà cho thầy là thầy mẹ biết đi để được hoa đức hoa định ngày. Tình à tình, tình 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 tình, à hồi à cứ hồi mưa lá hồi nương. Còn duyên là duyên kẻ đón mà đón người đưa, thế đi duyên là duyên đi sớm để về chưa mong lòng người còn không. Đây em vẫn nó không, em mà còn không, đây em chưa có chồng, đây tôi chưa có ai. Tình là tình, tình 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 tình, à hồi à cứ hồi mưa lá hồi mưa. Trời nhà cho thầy là thầy mẹ biết đi để được hoa định ngày. Tình à tình, tình 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 tình, à cứ hồi mưa lá hồi nương.
gái vườn quê, cuộc đời trong trăng dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngay dòng. Em biết mặt anh một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm và đôi mắt em long lanh sâu rèm. Ai hát ngoài ao chừng ngồi giặt áo, giọng hò êm quá mà anh ngỡ ai rót mật vào lòng. Anh cuống vườn sâu, mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu vì ta ước mong đây đó chung lòng. Đặng sân kêu núi cao em cũng trèo, sông sâu em cũng lội, vạn đèo em cũng qua. Gió lay cành đa, anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dăm miếng trầu cây, một buông câu trắng, một buông câu trắng mà duyên đôi ta nên vỡ thành chồng. Một túp liều tranh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày mai dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắm mà đôi chúng ta xây dựng nơi này. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời sung vầy thì đâu khó chi lầm biến và trời. Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dăm miếng trầu cây, một buông câu trắng, một buông câu trắng mà duyên đôi ta nên vỡ thành chồng. Một túp liều tranh, vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày mai dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắm mà đôi chúng ta xây dựng nơi này. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời sung vầy thì đâu khó chi lập biến và trời. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời sung vầy thì đâu khó chi lập biến và
gái vườn quê, cuộc đời trong trắng dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngay dăm. Em biết mặt anh một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm và đôi mắt em long lanh sâu rèm. Ai hát ngoài ao chừng ngồi giặt áo, giọng hò êm quá mà anh thơ ai rót mật vào lòng. Anh cuốc vườn xanh đôi mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu vì ta ước mong đây đó chung lòng. Đèo em cũng qua, gió lay cành đa, anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dăm miếng trầu cây, một buông câu trắng, một buông câu trắng mà duyên đôi ta nên vỡ thành chồng. Một túp liều tranh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày mai dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắm mà đôi chúng ta xây dựng nơi này. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời sung vầy thì đâu khó chi lập biến và trời. Đầy đủ đại diện của quan viên hai bên gia đình, đứng bên cạnh chú rể Đức Việt là vị trưởng đoàn đại diện cho bên quan viên gia đình họ nhà trai, đứng bên cạnh cô dâu Thủy Mai đó chính là vị trưởng đoàn đại diện cho bên quan viên gia đình họ nhà gái, cùng với cặp đôi uyên ương đẹp nhất hạnh phúc nhất Đức Việt Thủy Mai. Thì có công một cái cúi đầu thật sâu chào ra mắt mấy con rể quý vị. Ngày hôm nay là một ngày trọng đại, một ngày vô cùng ý nghĩa của các bên nguyên, được sự yêu thương vui vẻ của hai bên gia đình, và hai bên gia đình cũng đã cử hai vị trưởng đoàn đại diện lúc này đây với sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà, cùng với toàn thể các bạn trẻ năm nữ thanh niên của Đức Việt Thủy Mai cũng đã có mặt tại trung tâm khán phòng. Cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố đại lễ kết hôn của chú rể Đức Việt cô dâu Thủy Mai chính thức bắt đầu. Tôi xin phép đại diện cho họ gia đình nhà gái, xin cháu Mai, xin giao cháu Mai về làm dâu, làm con, làm cháu của họ gia đình, các cụ, các ông, bà trong gia đình. Tuy cháu Mai có lớn nhưng chưa có khôn, rất mong được sự quan tâm chỉ dạy của các cụ, các ông, các bà để cho cháu trưởng thành hơn. Trước khi ngập lời, cho tôi gửi lời chúc với toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng
toàn thể hậu trường một lời chúc sức khỏe, chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chọn để tuyển sinh mà được thêm con, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được đỡ lời cho quan viên gia đình họ nhà trai. Cảm ơn bên quan viên gia đình họ nhà gái, cảm ơn ông bà Định Loan đã sinh hạ ra cô dâu Thủy Mai, nuôi dạy khôn lớn trưởng thành, để rồi ngày hôm nay các cụ công các bà, quan viên bên gia đình họ nhà gái cũng đã chính thức đưa cô dâu Thủy Mai trở về để trao cho bên quan viên gia đình họ nhà trai làm dâu con, làm cháu của các cụ bên quan viên gia đình họ nhà trai và làm vợ của chú rể Đức Việt. Giờ phút này đây thì trân trọng kính mời vị trưởng đoàn quan viên của gia đình họ nhà trai sẽ đáp từ để nhận nàng dâu. Trân trọng kính mời ông ạ. Các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể anh chị em thanh niên nam nữ, qua lời phát biểu giao dâu của vị đại diện bên gia đình nhà gái, tôi thay mặt cho họ nhà trai hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ông. Từ nay cháu Mai về làm dâu con bà Luyến và làm dâu bên họ nhà trai chúng tôi. Và tôi thay mặt họ nhà trai trao cháu Việt về làm rể ông bà non Định và làm cháu rể bên họ nhà gái. Một lần nữa tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe và chúc hội hôn chúng ta. Một lần nữa ban tổ chức, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể thanh niên nam nữ. Và cuối cùng cho tôi xin chúc hai cháu, chúc hai cháu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu mái phu thê. Xin chân thành cảm ơn. Rất là tuyệt vời, viên luôn đời thịnh, hiếu thảo mẹ cha xứng con rồng, cây xanh bởi rễ tốt tươi, nuôi con khôn lớn ơn cha mẹ hiền. Ngày hôm nay Đức Việt và Thủy Mai đã chính thức nên nghĩa vợ chồng, thắp hương kính cáo tổ tiên là điều trước tiên phải làm. Trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn sẽ cùng hướng dẫn cho hai người con người cháu của mình trở vào phía trong nhà tư gia của gia đình họ nhà trai để cho cặp đôi nương được dâng nén hương thơm lên bàn thờ gia tiên, báo cáo với tổ đường. Trân trọng kính mời. Xin mời cặp đôi nương sẽ cùng bước lên phía sân khấu đi ạ. Kính thưa toàn thể hội hôn, còn gì vui hơn, còn gì tuyệt vời hơn khi mà trong ngày chuẩn này, cặp đôi nương lại được đón nhận sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, quý vị khách quý đã trở về rất là đông đủ để chúc phúc cho cặp đôi nương. Đó là một niềm vinh hạnh, vinh dự mà cặp đôi nương được đón nhận. Cho phép ban tổ chức xin được đỡ lời cho Đức Việt ngày mai. Xin được cảm ơn đến các cụ, các ông, các bà, quý vị khách quý rất là nhiều. Và lúc ở đây thì chắc chắn chúng tôi cảm thấy về cùng tiếp tục hướng ánh nhìn của mình lên phía sân khấu để cặp đôi nương được thực hiện. Đó chính là nghi thức trao nhẫn cưới cho nhau, còn những thứ quan trọng nhất để minh chứng cho tình yêu trở thành nghĩa cử giữa cặp đôi.
Cho phép Thu Hương xin hỏi chú rể Đức Việt rằng tất cả chúng ta đã và đang sống ở thế kỷ 21 vẫn biết được rằng chúng ta sẽ luôn luôn ghi nhớ về ơn của tổ tiên cũng như là ông bà cha mẹ những thế hệ đi trước đã dành cho mình để ngày hôm nay chúng ta được sống ở một cái thế giới cũng như là một cái cuộc sống rất là viên mãn. Chú rể có muốn dành cho người vợ yêu thương của mình một cái tình cảm đặc biệt trong ngày trọng đại hôm nay, đó chính là quỳ gối để trao cho người vợ yêu thương của mình chiếc nhẫn cưới. Chú rể có sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng. Vâng ạ, câu trả lời rất là to ạ. Vâng, cô dâu ơi, ngày hôm nay em thật sự là vinh dự được đón nhận cái tình cảm của người chồng của mình. Bằng tất cả sự yêu thương, người chồng của mình sẽ chở che cho em. Và chị cũng chúc cho hai em luôn luôn sống bên nhau hạnh phúc. Vâng, xin mời chú rể hãy thực hiện nghi lễ trao nhẫn cưới cho cô dâu đi ạ. Vâng, xin mời. Và một tràng tay thật lớn của quý vị để chúc mừng. Kính thưa toàn thể hội hôn, để cho tình yêu, để cho tình cảm vợ chồng của Đức Việt và Thùy Mai sẽ mãi mãi được gắn kết viên mãn nhất, thì cho phép MC Thu Hương đến từ trung tâm sự kiện Xuân Bắc xin được đỡ lời cho cặp đôi nương, xin một chút ơn đức đến từ các cụ, các ông, các bà cùng với tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất của quý vị. Thay cho lời chúc mừng hạnh phúc của quý vị đến cặp đôi nương, cho phép cặp đôi nương được thực hiện nụ hôn nồng cháy trên sân khấu. Vâng, xin mời cô chú rể và cô dâu ạ, sẽ quay mặt vào nhau đi ạ. Và chú rể đặt tay lên vòng eo của cô dâu. Cô dâu đặt tay lên bờ vai vững chắc của chú rể. Và cho phép MC Thu Hương xin được bắt nhịp từ 3 trở về 1. Nụ hôn kết thúc trong 10 giây. Và nụ hôn càng sâu càng lâu, càng giờ sang năm. Xin được chúc cho cặp đôi nương sẽ sinh một cặp song sinh, cả trai cả gái ra đời. Chúc cho hai bên gia đình sớm có cháu ấm cháu bồng để cùng chung vui. Vâng, các bạn trẻ đã sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, xin mời những tràng vỗ tay thật lớn của quý vị ạ. Chúc mừng cho cặp đôi nương, thật sự là tuyệt vời. Vâng, như vậy là nhẫn đã trao tay, hôn cũng đã hôn ngay ở trên sân khấu rồi đấy ạ. Với tất cả những tình cảm của quý vị thật sự là chân quý ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể hội hôn. Như vậy là hai nghi thức cũng đã được diễn ra. Lúc này đây thì trên sân khấu của chúng tôi còn rượu và bánh cưới. Vì sao mà trên sân khấu lúc này đây lại có sự hiện diện của bánh cưới và rượu cưới?
Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, với tất cả sự yêu thương vun vén của cha mẹ hai bên thì ngày hôm nay một ngày trọng đại, cha mẹ hai bên luôn luôn mong muốn tất cả những điều tuyệt vời nhất đến với mẹ hai người con yêu dấu của mình, đó chính là Đức Việt và Thùy Mai. Và bánh cưới rượu cưới là cha mẹ chuẩn bị cho hai người con yêu dấu lên nghĩa vợ chồng, được cảm ơn đến sự diện của các cụ, các ông, các bà, quý vị khách quý ngày hôm nay. Xin mời cặp đôi nương sẽ di chuyển sang bên tháp bánh cưới đi ạ, làm ba lát xong lát chậm để cho MC Thu Hương xin được dẫn lời ngày hôm nay. Vâng, xin mời cặp đôi nương sẽ cùng tay trong tay cắt lên tầng bánh yêu thương để cảm ơn công đức sinh thành cho mẹ cha mẹ cho chúng con. Nắp bánh thứ hai xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà, quý vị khách quý đã dành những tình cảm cho cặp đôi nương. Và tầng bánh thứ ba là hội tụ tất cả những điều tốt đẹp nhất của năm 2023. Chúc cho cặp đôi nương sẽ mãi mãi sánh bước bên nhau trọn đời hạnh phúc. Chúc cho toàn thể hội hôn có sức khỏe trường tồn hạnh phúc nhất. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời cặp đôi nương di chuyển sang phía bên hát đi rượu đi ạ. Kính thưa toàn thể hội hôn, vì sao mà tháp ly rượu của chúng tôi ngày hôm nay lại có sự hiện diện của hai chai rượu ạ? Vâng, cho phép MC Thu Hương xin được giới thiệu về hai chai rượu như sau ạ. Hai chai rượu ngày hôm nay là tượng trưng cho người cha và người mẹ. Chai đầu tiên chú rể chuẩn bị bật nắp, đó là tượng trưng cho người cha vĩ đại với ánh sáng hào quang luôn luôn chỉ đường dẫn lối để cho cặp đôi nương Đức Việt Thùy Mai được bước đi vững chắc nhất trong đời sống vợ chồng. Vâng, xin mời chú rể Đức Việt chuẩn bị bật nắp ạ. Để rót lên tháp ly rượu tình yêu, chú rể tay bên phải đặt vào eo của cô dâu và cô dâu sẽ cùng hoặc hai tay đó, vâng ạ, đỡ chai rượu của mấy người chồng yêu dấu của mình ạ. Xin mời nhiếp ảnh gia lưu lại khoảnh khắc này ạ. Như vậy là những dòng rượu hồng đã và đang được tuôn chảy trên đôi bàn tay tình cảm vợ chồng của Đức Việt và Thùy Mai. Nó được ví như dòng nước mắt tưới cho tình cảm vợ chồng trước sau như một, tưới cho mối tình thông gia đời đời bền vững nhất giữa hai bên gia đình. Vâng, xin mời chú rể bật nắp chai sâm banh thứ hai đi ạ. Nhìn nhau ánh mắt với bao niềm yêu. Vâng, và ở chai rượu sâm banh thứ hai này thì cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện cao quý của bà Hiến là phụ mẫu và chú rể Đức Việt, cùng với sự hiện diện cao quý của ông bà Định Loan thân sinh phụ mẫu và cô dâu Thùy Mai, và sự trở lại của hai vị trưởng đoàn cao quý đại diện cho quan viên hai bên gia đình. Trân trọng kính mời toàn thể đại diện hai bên gia đình sẽ cùng di chuyển lên phía sân khấu ạ. Mời lên hai vị trưởng đoàn đi ạ. Xin mời chú rể Đức Việt cùng với cô dâu Thùy Mai sẽ mời lên cha mẹ rượu và mời lên hai vị trưởng đoàn ạ. Như vậy là cặp đôi nương đã chính thức mời rượu lên cha mẹ cũng như là mời lên hai vị trưởng đoàn. Và vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, lúc này đây thì trên sân khấu tình yêu của chúng tôi đã có đầy đủ đại diện của quan viên hai bên gia đình cùng với cặp vợ chồng Đức Việt Thùy Mai. Cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được làm chiếc cầu nối nối đôi bờ hạnh phúc, nối đôi bên gia đình với tất cả những tình cảm chân quý đến từ các cụ, các ông, các bà, quý vị khách quý ngày hôm nay đã trở về chung vui để chúc mừng hạnh phúc cho hai bên gia đình. Và cho phép MC Thu Hương xin được bắt nhịp như sau: 1 2 3 rô 2 3 rô và 2 3 thì chúc mừng hạnh phúc. Hai bên gia đình đã sẵn sàng chưa ạ? Và quý vị đã sẵn sàng để dành cho hai bên gia đình một tràng pháo tay thật lớn chưa? Vâng, 1 2 3 rô 2 3 rô. Vui tròn vào cùng ly giữ trong 5 giây để nhiếp ảnh gia lưu lại khoảnh khắc này ạ. Rất là đẹp ạ. Một tràng pháo tay thật lớn.
Con này nó